Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni. Thay mặt đạo tràng chùa Khánh Long, chúng con thành tâm tri ân chư tôn đức đã nhín chút thời gian quý báu trở về đạo tràng chùa Khánh Long của chúng con để dự lễ quý kỵ liệt vị tổ sư, cũng như lễ tưởng niệm cố hòa thượng ân sư thượng minh hạ trí của chúng con và lễ Vu Lan. Chúng con thành tâm tri ân quý ngài. Quý ngài đã dành thời gian quý báu trở về đạo tràng của chúng con đồng thắp hương tưởng niệm liệt vị tổ sư cũng như hòa thượng ân sư của chúng con. Thay mặt chúng con thành tâm tri ân và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài pháp thể khương an, ngõ hầu hướng dẫn hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật, trong khi thiết lễ cũng như tiếp đón chư tôn đức không sao tránh khỏi những điều sơ thất. Ngưỡng mong chư tôn đức bỏ hóa cho chúng con được trọn phần hiếu sự. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, thay mặt đạo tràng cũng thành tâm tri ân quý vị đã nhín chút thời gian bỏ công sức cũng như ủng hộ tịnh tài để giúp cho chương trình lễ tưởng niệm liệt vị tổ sư cũng như lễ Vu Lan báo hiếu được thành công là nhờ sự đóng góp chân thành của toàn thể quý vị Phật tử xa gần đã ủng hộ giúp thầy. Nhất là xin chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Quỳnh Kim Ngải pháp danh Hạnh Phú, Nguyễn Kim Yến pháp danh Quảng Phương và Quỳnh Thị Mỹ Trinh pháp danh Quảng Hiếu, Quỳnh Thị Mỹ Phương pháp danh là Quảng Thảo, Quỳnh Ca Thi pháp danh là Quảng Nhật, Quỳnh Diana pháp danh là Quảng Nguyệt, Quỳnh Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Kim Lan, Nguyễn Hồng Phượng, Nguyễn Thanh Kiều, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Phúc Vinh. Xin chân thành cảm ơn gia đình Phật tử Hạnh Phú cũng như Quảng Phương rất nhiều và rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình này. Và thầy cũng không quên cảm ơn cô Diệu Thanh tại Vancouver đã ủng hộ 1.000 USD để xây dựng cầu. Và cũng thay mặt đạo tràng xin thành tâm tri ân các phái đoàn Phật tử như phái đoàn Phật tử Diệu Mai, phái đoàn Phật tử Diệu Ngân, phái đoàn Phật tử Từ Trung và rất nhiều phái đoàn thầy không nhớ hết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã nhín chút thời gian quý báu để trở về đạo tràng. Và nhất là xin cảm ơn Hoa hậu Lê Quỳnh Mỹ Dung đã từ Na Uy trở về để dự lễ và cũng ủng hộ cho chương trình. Thầy xin chân thành cảm ơn Hoa hậu cùng toàn thể nguyên nhóm Hoa hậu đã trở về đạo tràng để giúp đỡ cho chương trình ngày hôm ấy. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều và rất nhiều. Và xin quý vị cũng thông cảm vì thời gian có hạn cũng như sự tiếp đón không chu đáo hoặc là còn thiếu sót điều gì, xin quý vị cũng niệm tình bỏ hóa giúp thầy trong chương trình ngày hôm đó. Và một lần nữa xin thành tâm tri ân quý vị. Và chương trình sắp tới của thầy, thầy rất mong tha thiết và kêu gọi quý vị, mỗi người một viên gạch, mỗi người một muỗng cát, mỗi người một muỗng xi măng để giúp thầy sớm hoàn thành tâm nguyện là xây dựng một cây cầu lớn để bắc qua sông và đi thẳng vào bên chùa. Thì hôm nay cũng nhân dịp này, thầy xin giới thiệu đến toàn thể quý nam nữ Phật tử cũng như quý đồng hương, thì ngôi chùa Khánh Long có cách nay 100 năm, rất là nhiều đời trụ trì trải qua. Nhưng cách đây 19 năm trước thì cố Hòa Thượng Thích Minh Trí đã đưa thầy về đây để trụ trì. Nhưng ngôi chùa này xuống cấp rất là trầm trọng và ngôi chùa chìm ở trong nước lũ sau một trận bão là bị sập. Thầy đã xây dựng lại năm 2008 để cho bà con nơi đây cũng như các em nơi đây có nơi để tu tập và rất là trải qua nhiều thời kỳ. Vì hôm nay thì quý vị cũng biết là đường đi cũng là thông thoáng, một phần nào đó chùa cũng được trang nghiêm,
Bên cạnh đó, để cho sự sinh hoạt được thuận tiện hơn, hiện tại bây giờ thầy tha thiết rất mong được làm một cái cầu bắc ngang dòng sông này, từ bên ngay lộ chính đó mà đi qua chùa chỉ cách nhau có một con sông thôi. Thì quý vị cũng thấy trước mặt đây là con sông đó, chỉ cần bước qua sông là tới chùa liền. Nhưng mà vì điều kiện không có nên phải đi đánh một cái vòng rất là xa để qua đây, mà cầu thì nhỏ hẹp và điều kiện thì cũng không có được để tới. Nên bây giờ ước nguyện của thầy là xây dựng một cây cầu chiều dài từ bên đó qua đây là 30m, và ngang, bề ngang của cây cầu là 5m. Thì kinh phí khoảng 1 tỷ đồng để xây dựng được cây cầu này. Thì thầy tha thiết kêu gọi quý vị Phật tử, mỗi người một chút, một viên gạch nhỏ, mỗi người một muỗng cát, mỗi người một muỗng xi măng, để giúp thầy làm cây cầu. Làm cây cầu để cho có điều kiện quý vị đi tới chùa lại Phật, có điều kiện để quý Phật tử đi tới để mà tu tập được thuận tiện hơn. Mong rằng sự hỷ tâm của quý vị sẽ giúp cho thầy sớm hoàn thành được tâm nguyện là làm một cây cầu lớn, đặng cho xe chạy qua bên đây luôn, và có thể làm một cái bãi xe ở bên trong để cho tất cả các xe đến chùa đều được đi thẳng qua chùa mà không phải đậu bên kia đường để làm kẹt lối đi nữa. Thì thầy rất mong quý vị tha thiết, những quý vị, những nhà hảo tâm giúp đỡ thầy để làm một cây cầu, sớm hoàn thành cây cầu để cho các em cũng như tất cả mọi người đến chùa được thuận tiện hơn. Thì thầy xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết quý vị xin liên hệ Đại Đức Thích Huệ Phương, trụ trì chùa Khánh Long, ấp Rạch Trắc, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Mong quý vị đóng góp thì quý vị theo địa chỉ đó để mà ủng hộ. Một lần nữa thầy xin chân thành cảm ơn và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ quý vị cuộc sống luôn được an lạc, gia đình thì hạnh phúc và công việc lúc nào cũng được hanh thông, ngõ hầu trợ duyên cho Tam Bảo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn đức ni. Hôm nay nơi đạo tràng Khánh Long của chúng con được sống và hành đạo nơi đây là cũng nhờ ơn chư tổ dày công tạo dựng. Và qua đó chúng con cũng không quên thăm ơn cố hòa thượng ân sư của chúng con đã trở về đây và gầy dựng nơi đạo tràng này. Hôm nay nơi đạo tràng Khánh Long của chúng con long trọng thiết lễ tưởng niệm cố hòa thượng ân sư. Vào giờ này chúng con kiền thỉnh thượng tọa Thích Quảng Lộc, phó trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, đại lao chư tôn đức cung tuyên tiểu sử cố hòa thượng ân sư của chúng con. Chúng con kiền thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Như Lai Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Khánh Long Đường Thượng Giác Linh Chư Vị Tiền Bối Tổ Sư Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Lâm Đường Thượng Khánh Long Đường Thượng Cố Hòa Thượng Thượng Minh Hạ Trí Mật Thùy Chứng Giám. Cung bạch chư tôn Hòa Thượng Giáo Phẩm, Ban Chứng Minh, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thị xã Cai Lậy. Kính bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng Già Nhị Bộ, mới hôm nào đây mà một thoáng thời gian nhẹ trôi qua, đã 9 năm rồi, hàng cây trước chùa thay lá, cũng đánh dấu 9 năm nơi tổ đình Phước Lâm và các đạo tràng thuộc Tông Phong đã mãi mãi mất đi một bậc thầy tôn kính, đó là Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Chí.
Chúng con còn nhớ như in rằng ngày 22 tháng 7 âm lịch, cách nay 9 năm, chuông trống Bát Nhã của tổ đình Phước Lâm bỗng rền vang đưa người về cõi niết. Vẫn biết rằng đường về Cực Lạc không phiền muộn, sao tiễn người đi quá chạnh lòng. Và cũng từ đó hàng tông phong cứ mỗi năm một ngày, bắt đầu từ 21 tổ đình Phước Hưng, Bủ Hưng, rồi tới Phước Lâm, lần lượt trong tông phong đều tổ chức lễ tưởng niệm chí thành tôn kính hướng về bậc tôn sư đã dày công giáo dưỡng cho hàng đệ tử kế thừa. Sáng hôm nay, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2019, Đại Đức Thích Huệ Phương trụ trì chùa Khánh Long cùng tăng thân Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm ngày viên tịch của cố Hòa Thượng Thích Minh Trí, ân sư của quý thầy, quý cô thuộc tông phong Phước Lâm. Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, cho phép chúng con được cung tuyên đôi dòng tiểu sử của Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Trí, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Phó Ban Hoằng Pháp tỉnh hội, Phó Ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cai Lậy, Viện chủ tổ đình Phước Lâm, Viện chủ tổ đình Bủ Hưng, Viện chủ chùa Khánh Long, vân vân. Thân thế và sự nghiệp: Hòa Thượng Thượng Minh Hà Trí, pháp danh Minh Trí, Quý Nguyên Đạo Tự Lạng Thông, hiệu Tắc Trí, thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44, thế danh là Nguyễn Văn Phượng, tức Lê Hoàng Thái, sinh năm Kỷ Hợi 1952 tại xã Thành Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trong một gia đình nhiều đời kính tinh Tam Bảo, thân phụ của ngài là cụ ông Nguyễn Văn Ba, mẫu thân là cụ bà Nguyễn Thị Hai. Ngài là con trai trưởng trong gia đình có 10 anh em. Thuở nhỏ, Hòa Thượng thường được bà ngoại cho đi chùa lễ Phật tại ngôi chùa lớn trong vùng đó, tức là tổ đình Sắc Tứ Linh Thú. Dù còn là một đứa trẻ, nhưng ngài lễ Phật rất thành kính, trang nghiêm, không giống như những đứa trẻ khác. Những năm đất nước còn loạn lạc, nên ngài phải dời về sống tại định tường Mỹ Tho, tức Tiền Giang ngày hôm nay. Với túc duyên sẵn có, nên hàng đêm ngài thường đến chùa Phật Quang, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tụng kinh niệm Phật. Với tâm ý quyết lòng học Phật, ngài đã sang cả Bến Tre, nơi chùa Thành Triệu, để cần cầu giáo pháp. Rồi một hôm, ngài cùng các bạn đồng học đến chùa Bủ Lâm, Mỹ Tho lễ Phật, được nhân duyên diện kiến Hòa Thượng Tuyên Lực Sư Thượng Chơn Hạ Minh. Túc duyên sư đồ từ lâu đã có, nay được tao phùng, nên ngài được Hòa Thượng thâu nhận làm đệ tử và ban cho ngài pháp danh là Minh Trí, rồi theo thầy về tu tập tại chốn tổ Bủ Hưng, Lai Vung, Đồng Tháp. Xuất gia và hành đạo: sau những tháng ngày học hành xuất gia, nhận thấy nhân duyên hội đủ, Hòa Thượng Bổn Sư đã cho phép Hòa Thượng được chánh xuất xuất gia vào năm 1964, lúc bấy giờ ngài vừa tròn 14 tuổi. Từ đây, đường giải thoát thênh thang rộng mở, chí xuất trần nhẹ bước vân du, bỏ ngoài ngàn dặm lòng tham ái, để lẽ quyền vi mãi trong tâm. Sau 4 năm cần tu hiếu học,
Cố Hòa Thượng được Thầy tế độ cho thọ sa di. Từ đó Hòa Thượng càng tinh tấn hơn trên con đường giải thoát. Thế rồi cây đạo lý đã đơm bông trí tuệ, quả bồ đề chớm nở đất tâm. Sau 2 năm tinh cần tu học, Hòa Thượng được sư trưởng bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới tại Tổ đình Ấn Quang, Sài Gòn năm 1980. Đây là đại giới đàn cuối cùng trước khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, do Đại lão Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Thủ làm đường đầu và chính thức dự vào hàng chúng trung tôn của Đức Phật. Sau khi thọ đại giới, Cố Hòa Thượng được Thầy bổn sư cho đi học Phật Pháp ở các trường Phật học lúc bấy giờ, như là trường học Giác Sanh, trường Phật học Ấn Quang. Với hoài bão thượng cầu Phật đạo, lòng khát ngưỡng và đam mê Phật Pháp mãnh liệt, Cố Hòa Thượng đã tìm đến học đạo với rất nhiều chư tôn đức hòa thượng đương thời, người đã học luật với Hòa Thượng Thượng Huệ Hạ Hưng, học kinh bộ với Hòa Thượng Thượng Bình Hạ Minh, học duy thức với Hòa Thượng Thượng Thiện Hà Siêu, được Hòa Thượng ban cho pháp quý là Nguyên Đạo. Cố Hòa Thượng còn đến cầu pháp với Hòa Thượng Viện Chủ Tổ đình Tôn Thạnh, Thượng Đạt Hạ Đồng, và được Hòa Thượng ban cho pháp tự là Lãng Thông, pháp hiệu là Tắc Trí. Năm 1986, Cố Hòa Thượng được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang điều hành về Tổ đình Phước Lâm, huyện Cai Lậy, hướng dẫn đồng bào Phật tử nơi đây tu học. Năm 1990, Cố Hòa Thượng được Hòa Thượng bổn sư giao truyền di chúc trụ trì Tổ đình Bủ Hưng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, trước khi Hòa Thượng viên tịch. Kể từ khi đảm nhận trọng trách trụ pháp Dương Gia trì Như Lai Tạng, mạng mạch hai tổ đình lớn, Cố Hòa Thượng đã hết lòng trùng hưng Tam Bảo, làm cho hai chốn tổ ngày một khang trang, huy hoàng. Đồ chúng tìm đến cầu thế phát xuất gia tu học ngày càng đông, Phật tử quy ngưỡng tu tập ngày càng nhiều. Với tâm nguyện trùng hưng Tam Bảo, trong quá trình tiếp tăng đồ chúng, khi thấy đủ túc duyên, Cố Hòa Thượng nhận chùa và cho đệ tử đến đó hành đạo, rồi lại tiếp tục trùng hưng kiến thiết Tam Bảo nơi đó. Ngoài hai tổ đình lớn, còn các chốn tổ tử viện mà người đã từng đến trùng tu như Sắc Tứ Long Hội, Tân Phước, Tiền Giang, Tháp Linh, Tháp Mười, Đồng Tháp, Phước Hưng, Châu Thành, Tiền Giang, Khánh Long, Cai Lậy, Tiền Giang, Lương Phước, Châu Thành, Tiền Giang, Thanh Sơn, Cam Lâm, Khánh Hòa, Huệ Quang, Chợ Gạo, Tiền Giang, An Hòa, Buôn Hồ, Đắk Lắc, Tam Bậu, Cái Bè, Tiền Giang, Sắc Tứ Long Hội, Cai Lậy, Tiền Giang, Phước Linh, Hòa Tịnh, Chợ Gạo, Tiền Giang. Trên tinh thần u đời mạnh thế, giới đức khiêm ưu, thiền gia thạch trụ, Cố Hòa Thượng đã cống hiến trọn đời mình cho đạo pháp, cho dân tộc. Bắt đầu từ những năm của thập niên 90, khi trường Phật học tỉnh nhà mới thành lập, Hòa Thượng đã tích cực tham gia đóng góp, giảng dạy bằng hết tất cả năng lực, trí huệ của mình. Hòa Thượng cũng đã tham gia vào công tác hoằng pháp ngay từ những năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang năm 1985 tại các khóa an cư thường niên. Ngài nhiệt tình khai tràng thuyết pháp, làm giảng sư cho các trường hạ và giữ vững ngôi thiền chủ của các hạ trường. Có thể nói, Hòa Thượng là người vốn dĩ sinh ra để xiển dương Phật Pháp. Ngài là người của hoằng pháp và giáo dục Phật giáo, không những của tỉnh Tiền Giang
mà còn của các tỉnh thành lân cận như Long An, Bến Tre, Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Tại những nơi đây, Cố Hòa Thượng cũng đã từng được cung thỉnh làm giới sư, tuyên lực sư trong các đại giới đàn. Bằng tài hoa thiên phú với chức vọng trầm hùng, ứng khẩu thành thi, nên mọi nơi Ngài có đại lễ mở giới đàn, Cố Hòa Thượng luôn là người đầu tiên được mời làm dẫn lễ. Và cũng trong những lần như vậy, hình bóng người thân thiện với và khắc sâu vào trong lòng tứ chúng hữu duyên. Dù ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Cố Hòa Thượng vẫn luôn là một người ưu việt, thật không hổ danh là một bậc kỳ tài. Với sứ mạng là trưởng tử Như Lai, Cố Hòa Thượng đã cống hiến trọn đời mình cho Phật Pháp. Ngài đã đóng góp nhiều công sức trong sự nghiệp phát triển giáo dục Phật giáo tỉnh nhà thời hiện đại, là một bậc tôn sư đã dày công dạy dỗ, dắt dìu cho bao thế hệ tăng ni và hàng Phật tử tại gia, góp phần xương minh đạo Pháp, phục vụ nhân sinh. Thật là dù cho đi trọn đường trần, đạo tâm hả dịch ẩn phôi phai, thời kỳ viên tịch, xuất thế với đạo hạnh tinh nghiêm, nhập thế với quần sanh lợi lạc, Hòa Thượng luôn khơi dục trí tuệ văn thù và thể hiện hạnh nguyện phổ hiền, làm tốt đời đẹp đạo. Khi quá duyên đã mãn, Hòa Thượng đã hiện tướng bệnh duyên, thận thế vô thường, thâu thần viên tịch. Vào lúc 21 giờ 15 ngày 22 tháng 8 năm 2010, nhằm ngày 22 tháng 7 năm Canh Dần, trụ thế 52 năm 30 năm Hạ Lạp. Hỡi ơi, hơn 50 năm ở cõi trần, tùy duyên đại sĩ dựng chân thân, hồng trần nhẹ gót trong phương tiện, ứng xử tùy duyên đã phỉ quyền, tùy thuận đến đi theo bi nguyện, niết bàn sinh tử tánh bản nhiên, thuyền về chốn cũ như muôn thuở, người ở người đi vẫn một lòng, giáo hội kính ghi công đạo hành, phước lâm hằng lưu bóng chân nhân, phụng vì tân viên tịch, phước lâm đường thường, từ lâm tế chánh thông, tứ thập tứ thế, ngụy nguyên đạo, hiệu lạng thông, từ tắc trí, thượng minh hà trí, nguyện công hòa thượng giác linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng già Nhị Bồ, trong giây phút thiêng liêng trước linh đài của Cố Hòa Thượng, hàng tứ chúng môn đồ giới chiếu cỏ tâm thành hướng về bậc ân sư chí thành để tăng thay mặt ban trị sự đã coi dòng tiểu sử của Hòa Thượng Thượng Minh Hà Trí, một bậc đồng hành đồng sự Pháp Lữ Đại Thừa trên mảnh đất Tiền Giang này. Tuy đôi dòng tiểu sử ngắn gọn, không thể nói hết được công trạng của một ngực xuất trần, nhưng có lẽ cũng một phần nào thức tỉnh cho tăng ni hậu thế hãy lấy tấm gương của Hòa Thượng minh trí, vì đạo Pháp, vì dân tộc hy sinh cống hiến, để chúng ta noi chung thừa hành Phật sự và thăng hoa lý tưởng giải thoát của chúng ta mọi tử thân người thích tử. Giờ đây trước linh đài, một lần nữa thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tăng ni tỉnh Tiền Giang, Phật tử tỉnh Tiền Giang, cung kính đảnh lễ giác linh Hòa Thượng Thượng Minh Hà Trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thay mặt cho chư huynh đệ trong tông phong, chúng con thành tâm tri ân
Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã từ bi quan hỷ cung tuyên lại tiểu sử của Hòa Thượng của ân sư của chúng con. Ngưỡng bái bạch Thầy, thấm thoát 9 năm trôi qua, nơi đạo tràng này vắng bóng hình bóng của Thầy, người là bậc Thầy khá kính, đã hướng dẫn cho chúng con từng bước trở về đạo tràng này và xây dựng hình thành nên đạo tràng này. Hôm nay chúng con một lòng thành tâm tưởng niệm giác linh Thầy và nguyện cầu giác linh Thầy cao đăng Phật quốc hồi nhập ta bà để hộ trì cho chúng con trên bước đường hoằng pháp lợi sanh. Vào giờ này toàn thể chư huynh đệ chúng con hướng về đảnh lễ giác linh Thầy. Nhất tâm đảnh lễ Phước Lâm đường thường, Khánh Long đường thường, Từ Lâm Tê Chánh Tông, Tứ Thập Tư Tế Quy Nguyên Đạo, Hiệu Lãng Thông Tự Tắc Trí, Thượng Minh Hạ Trí, Giác Linh Hòa Thượng Tam Bảo.